Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel Vlog. Trong video clip hôm nay thì mình xin chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người mẫu móng ombre kết hợp với đinh đá khối và stamping line. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách ombre cái mẫu này, và chúng ta sẽ đính một viên đá khối vào đây. Nào bây giờ mọi người hãy cùng tham khảo cái cách làm của mình nhé. Chúng ta thực hiện các bước như bình thường, nhặt da chết, tạo form móng rồi đi bay xong rồi thì mình sẽ đi một màu nước gạo lên trên cái bề mặt móng này để chúng ta ombre được lên màu đẹp hơn ý. Bây giờ mình sẽ đổ các màu sơn gel ra đây để chúng ta thực hiện ombre. Đổ sơn ra xong rồi thì mình sẽ sử dụng cọ râu và chúng ta sẽ tô các màu lần lượt lên trên móng này. Xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một cây cọ râu bị tuề đầu này, cái loại cọ bị hỏng tuề đầu đấy này, thì chúng ta sẽ dùng cái đó để dặm. Chúng ta dặm cho màu được lan đều hòa với nhau. Sử dụng cọ râu thì hơi lâu thì chúng ta sẽ quay sang sử dụng cái cọ rạp ombre này cho nhanh. Chúng ta đưa cọ dặm giữa hai màu ra với nhau. Sau khi mà chúng ta dặm cái sơn mà bị đọng ở trên cọ nhiều quá thì chúng ta dùng giấy lau gel chúng ta lau bớt cho sạch cọ, xong rồi chúng ta sẽ dặm tiếp. Dặm xong rồi thì chúng ta sẽ cho vào hơ máy. Hơ máy xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ ra sử dụng phao nhám hoặc là rũa. Chúng ta rũa hết bề mặt móng đi này, cho hết cái độ bóng đi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ bảng in ra. Khi đã in được cái hình bông hoa hồng này rồi thì mọi người có thể để màu đen, hoặc chúng ta sẽ trà bột trắng hương cho thành cái màu vàng như thế này. Tuy nhiên là để màu đen thì mình nhìn thấy đẹp hơn. Nhưng mà thôi, mình sẽ trà bột trắng hương lên trên này. Bây giờ mình đã trắng gương xong rồi, bây giờ mình sẽ đính đá ở vào cái góc này. Vì là cái móng nó to, thô nên là mình sẽ đính vào cái góc này để cho nó trông kiểu như thu nhỏ cái móng tay của mình lại. Mình sẽ đính những cái viên đá từ to tới nhỏ dần và các viên bi nhỏ ở phía đuôi này. Bây giờ mình sẽ đính một viên đá khối vào đây. Nếu mà mọi người muốn đính đá khối được chắc cực bền thì chúng ta sẽ sử dụng bộ keo DD này. Chúng ta sẽ giỏ một giọt keo ra đây và mình sẽ đặt viên đá lên. Mình đặt viên đá lên phía chân này. Vì đá này là đá khối, không phải là đá chân bằng ấy, thì mình sẽ đặt nó vào cái cạnh có cái khe đá này. Mình kẹp nó vào giữa và mình sẽ
Và rồi mình sẽ chèn một viên đá chân nhọn vào góc này để cho cân bằng được cái đá khối kia. Sau khi đính xong rồi thì mình sẽ giở cái chai khô keo. Mình sẽ cho khô keo vào đây để cho khô keo. Nếu mà keo không được khô mà chúng ta cho tốt lên thì là sẽ không đạt đâu. Xong, bây giờ khô rồi thì chúng ta sẽ đi tốt lên. Khi đi tốp xong thì chúng ta sẽ cho vào hơ máy. Hơ máy xong rồi thì chúng ta sử dụng giấy lau gel thấm acetone và chúng ta chùi cái mặt đá đi cho sạch những cái bụi bẩn ở trên bề mặt đi. Vậy là mình vừa hoàn thành xong mẫu móng ombre và đính đá khối kết hợp với lại stamping. Vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người cái mẫu móng đính đá khối ombre và stamping line. Mọi người có thấy đơn giản không ạ? Cách làm rất là đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được. Mọi người có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với mình qua Facebook Chanel Vlog để được tư vấn nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để được theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye! Thank you.